Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua với nhiều mục tiêu mang tính đột phá. Chiếm 35% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng từ 60 đến 65%, chỉ số phát triển con người HDI thuộc top 10 cả nước. Đến năm 2030, không còn hộ nghèo, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố Hiến xưa.